Mediamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Lóc cốc len keng. Mày không làm bếp trưởng được đâu. Tại sao cậu không phải là đàn bà? Trời ơi, đường dễ xuống. Sàn trơn quá, sao không có lao gì trơn vậy? Trời ơi, vô bếp mà bà mang hai cái cầu thang, lấy gì mà không trơn, không chợt đổ thừa. Chỉ vì có vài giây phút vậy thôi đó mà hại chết cả chục bông hoa. Chi, mai em có rảnh không? Mình đi chơi đi. Đi sở thú ha? Sở thú? Ôi, giờ mà lên ba nữa là cánh chim tự do. Dạ. Ông làm gì hả? Gì kêu bằng ông chưa tới 100 tuổi mà. Chị bắt Chi phải phục vụ ông khách dây sồn này em thấy rất là quá đáng. Một cái loại người khiếm nhã như thế thì cái hủ ẩm thực cũng sẽ rất là tầm thường, chị hiểu không? Tôi bắt phê làm gì mà phê? Nhưng mà tôi có bắt làm gì đâu mà cậu làm như vậy. Làm cái gì mà căng tới mức như vậy hả? Thế bây giờ phải có chuyện mới được căng hả? Thế bây giờ em vào em làm căng luôn này. Lúc nào cũng không, nhà hàng này là xịn nhất, cái gì cũng tốt ha. Tao không có thấy tốt gì ở đâu hết. Đồ ăn thì tao không biết ngon dở, mà cái phục vụ thì quá tệ luôn à. Con chỉ là đầu bếp chứ có phải là phục vụ đâu mà con biết. Thôi mày không biết vậy mày về nhà đi, mẹ mở nhà hàng cho. Mẹ phục vụ còn tốt hơn chỗ này nhiều nữa. Đồng cảm, đồng môn, dột. Mediamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.